Tiểu sử ca sĩ Kim Chi thần đồng Bolero. Kim Chi tên thật là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 2005. Nhìn vẻ ngoài sáng sủa và cách cư xử chín chắn của Kim Chi, ít ai biết rằng cô xuất thân trong một gia đình khó khăn, có 4 anh chị em tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Thu nhập của gia đình Kim Chi phụ thuộc vào công việc của cha là công nhân xây dựng và công việc làm ruộng của mẹ. Cô bé lớn lên một chút và cô bé lại thích nhạc dân ca, có thể thuộc giai điệu các bài hát nổi tiếng ba miền. Đến năm lớp 3, Kim Chi bắt đầu hình thành niềm yêu thích với dòng nhạc bolero. Cô tự mày mò tìm tòi học lời bài hát trên mạng nhạc vàng của các nghệ sĩ nổi tiếng rồi tập hát một mình. Kim Chi nhanh chóng nổi tiếng trong chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc và giành được nhiều giải thưởng như giải thưởng Người Hùng Tí Hon 2016 trên sóng truyền hình HTV7. Á quân, ngôi sao tiếng hát dân ca 2017, giải nhì ngôi sao dân ca. Các danh hiệu thần đồng chương trình Thần Tượng Tương Lai 2017 và Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng 2018. Ca sĩ Kim Chi cho biết, mong muốn của em là được học cả văn hóa song hành với nghệ thuật. Sở thích của Kim Chi là đi du lịch biển, ca hát, học tiếng Anh và trên hết là học văn. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ và là chiến sĩ công an nhân dân, thích học trường văn hóa nghệ thuật quân đội, học viện cảnh sát nhân dân. Kim Chi tự học hát trên YouTube và khi sớm bộc lộ tài năng tại các sân chơi tìm kiếm tài năng âm nhạc được các huấn luyện viên âm nhạc gạo cội chỉ dạy. Em thường được hát chung với các cô chú nghệ sĩ đã thành danh thế hệ trước như Chế Linh, Phi Nhung, Như Quỳnh, Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, vân vân. Năm 2016, cô bé sinh năm 2005 giành giải quán quân Người Hùng Tí Hon. Năm 2017, trong chương trình Thần Tượng Tương Lai vừa phát sóng, Kim Chi đã giành được nhiều lời khen ngợi từ nghệ sĩ đàn chị. Giám khảo khó tính Thu Hiền cũng phải dùng ca khúc Khúc Đèn Khuya để khen ngợi sự duyên dáng, phong cách trình diễn hài hòa và giọng hát đầy cảm xúc của cô bé 12 tuổi. Kim Chi chọn ca khúc Đèn Khuya là tác phẩm nói về mẹ của nhạc sĩ Lam Phương khi tham gia cuộc thi Thần Tượng Tương Lai. Kim Chi mong muốn thể hiện tình yêu thương với cha mẹ người đã không quản ngại cực khổ chăm lo cho 4 anh chị em mình ăn học nên người. Kim Chi nghẹn ngào rơm rớm nước mắt cho biết khi được nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền bật đèn xanh cho em cơ hội vào vòng trong, cô nghĩ ngay đến mẹ và mong được chia sẻ niềm hạnh phúc này ngay với mẹ. Khi chia sẻ về quá trình tập luyện ca khúc này, ca sĩ Kim Chi cho biết cô đã tự mình tập luyện bài hát trong một tuần. Khi được người khác hỏi về chuyên môn giúp đỡ, Ngọc cười: gia đình em không có điều kiện cho cô học hát ở đâu cả, trong nhà cũng không ai biết nhạc để góp ý, vì vậy Kim Chi phải tự diễn hoàn toàn. Khi được hỏi thần tượng của ca sĩ nào, Kim Chi hào hứng kể nhiều ca sĩ khác nhau, từ thể loại dân ca trữ tình đến nhạc hải ngoại như nghệ sĩ Thu Hiền, Cẩm Ly, Quang Linh, Phi Nhung, Quang Lê, Như Quỳnh, vân vân. Cô cho biết những nghệ sĩ này giống như những người thầy dạy dỗ mình trong quá trình tự rèn luyện kỹ năng ca hát. Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các ca sĩ nhí như Phương Mỹ Chi, Thiện Nhân, đồng thời hy vọng sẽ ngày càng tỏa sáng như các bậc tiền bối. Ở thời điểm hiện tại, cô bé Kim Chi ngày nào đã 16 tuổi, lớn phổng phao khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Ở đời thường, Kim Chi diện trang phục kín đáo, nhưng đôi lúc cũng thay đổi phong cách với trang phục trẻ trung hoặc áo dài thướt tha khiến nhiều người phải trầm trồ. Thần đồng bolero Kim Chi ngày nào giờ đã lớn thế này? Đặc biệt ngoài tình yêu âm nhạc, việc học hành ở trường được Kim Chi vẫn ưu tiên hàng đầu. Suốt nhiều năm liền cô bé đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Được biết giọng ca tuổi teen đang là học sinh trường trung học phổ thông Ứng Hòa A, Hà Nội. Ở tuổi 16,
Cô bé khiến gia đình tự hào khi kênh YouTube Kim Chi Official đoạt nút bạc với gần 180.000 lượt theo dõi. Nhắc đến Kim Chi, khán giả sẽ nhớ ngay đến nhạc phẩm Hạ Buồn đánh dấu chặng đường đầu tiên đến với dòng nhạc bolero được nhiều khán giả yêu thích. Mặc dù sở hữu chất giọng chuyên trị dòng nhạc bolero, dân ca nhưng khi đã sân sang nhạc pop, Kim Chi cũng thu hút lượng khán giả nhất định. MV Đừng Gọi Anh Bằng Chú kết hợp với ca sĩ Lê Sang mang về gần 15 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận khen ngợi. Cô bé có nhiều sản phẩm bolero được hàng triệu lượt nghe, vinh dự được làm khách mời trong chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ của VTV3. Sau 5 năm, Kim Chi đã có sự lột xác về phong cách lẫn ngoại hình. Cũng như các thiếu nữ mới lớn, giọng ca trẻ thích sử dụng mạng xã hội để giải trí và chia sẻ những hình ảnh, clip vui nhộn của mình trên trang cá nhân. Ở tuổi 16, Kim Chi giờ không còn là một cô bé nhút nhát trên sân khấu mà đã ngày càng trưởng thành, xinh đẹp hơn kể cả trong giọng hát lẫn phong cách. Kim Chi tâm sự, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, em thấy hài lòng với những gì mình đạt được. Em được thoải mái sống với đam mê ca hát, phát hành MV, được diện đồ đẹp, việc học vẫn đạt kết quả tốt. Và trên hết là không làm mất lòng những người yêu thương, bao nhiêu đó khiến em cảm thấy mình đã hạnh phúc lắm rồi. Các ca khúc nổi bật của Kim Chi như Hạ Buồn, Đừng Gọi Anh Bằng Chú, Tạm Biệt Huế, Người Yêu Năm Cũ, Người Giàu Cũng Khóc, Nhớ Em Lý Bông Mai, Tìm Lại Người Xưa, Trả Tôi Về, Lối Về Đất Mẹ, Mưa Chiều Miền Trung,